Em chào bác sĩ ạ. Chào chị, mời chị ngồi. Tình hình sức khỏe của mình có vấn đề gì nhỉ? Bác sĩ ơi bác sĩ, có phải là bệnh nào bác sĩ cũng chữa được đúng không ạ? Bệnh này nặng lắm rồi mà em đi chữa bao nhiêu lần mà không khỏi được ý. Chị cứ bình tĩnh, có gì tôi sẽ khám, tư vấn và kê đơn. Em bị bệnh về mắt bác sĩ ạ. Thì triệu chứng cụ thể của mình là như nào nhỉ? Không hiểu sao em nhìn mọi thứ đều rất là rõ và cứ mỗi lần nhìn vào ví lại lại chẳng thấy tiền đâu. Bác sĩ giúp em thôi. Theo như kinh nghiệm và chuyên môn nhiều năm nay của tôi thì độ tinh của mắt sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm trong tháng. Đầu tháng thì mắt sẽ rất tinh, nhưng càng về cuối tháng độ mờ của mắt sẽ tăng dần đều. Và đỉnh điểm là vào ngày cuối tháng, mắt sẽ đạt đến điểm mù tối đa. Đó là lý do chị không nhìn thấy tiền trong ví. Cái này thì chị cũng không phải lo lắng bởi vì nó là một căn bệnh khá là phổ biến. Vậy có cách nào để chữa trị không bác sĩ? Chị ra quầy lễ tân lấy giấy phép và thẻ ngành, sau đó thì bệnh của chị sẽ khỏi hẳn nhá. Chị ra quầy lễ tân lấy giấy phép và thẻ ngành, sau đó thì bệnh của chị sẽ khỏi hẳn nhá. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Chị còn vấn đề gì về mắt nữa không nhỉ? Dạ không ạ, em chỉ bị mắt kém mỗi khi nhìn vào ví thôi, còn lại mắt em tinh lắm. Đặc biệt nhá, là mỗi lần đứng trước giai đẹp ý là mắt em còn sáng cả bình thường cơ. Thế thì không xong rồi. Không xong ý ạ? Mắt sáng mà cũng là có vấn đề ý ạ? Theo phỏng đoán của tôi thì chị đang mắc một chứng bệnh khá là nguy hiểm. Tên khoa học của nó là nuclomoma. Bệnh này để lâu sẽ dẫn đến hậu quả rất khó lường, đặc biệt là cho các gia đình. Rất tiếc là bệnh này hiện nay chưa có thuốc chữa. Thuốc chữa? Vậy thì bác sĩ có cách nào để giúp bệnh thuyên giảm được không ạ? Chị làm thủ tục vào ngành ngay đi. Đây là biện pháp duy nhất và tạm thời để giúp ngăn ngừa bệnh phát tán quá rộng. Dạ vâng ạ. À và bác sĩ ơi, em có bị bệnh mất ngủ nữa. Cứ đêm đến lại không tài nào ngủ nổi. Bệnh này thì cũng đơn giản thôi. Nguyên nhân là do mạng nhà chị quá khỏe đấy mà. Nên là tối nào chị cũng online đến gần sáng đúng không? Muốn chữa bệnh này thì chỉ cần cắt mạng là ok. Bác sĩ ơi bác sĩ, em còn có một chứng bệnh này nữa, cứ ăn là béo. Bác sĩ có cách nào để điều trị không ạ? Theo định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng sẽ không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác và từ vật này sang vật khác. Tiền thì cũng như thế, thay vì tiêu vào đồ ăn thì chị hãy tiêu vào một thứ khác. Kiên trì một thời gian dài, bệnh sẽ thuyên giảm. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Của chị xong rồi đấy, tiền khám bệnh của chị là 3 triệu nhé. Sao ban đầu bác sĩ bảo là 2 triệu 9 mà. Thôi, cùng để với nhau, bác sĩ lấy để thêm đi. Chị cũng định làm... Dạ không. Em làm cướp. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun.